Công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin chào anh chị, em là Thu Nhiên, thì hiện tại là em đang ở xã Long Bình của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị một miếng đất có diện tích là 395m², trong đó là có 100m² thổ cư luôn. Thì chủ kêu giá là 1.3 tỷ nha. Đất mình là sẽ nằm trên mặt tiền đường lộ nhựa này luôn ha anh chị. Thì vị trí miếng đất của mình ở đây á là sẽ gần khoảng 3 cái chợ và gần trường học mầm non ngũ giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3 của xã Long Bình luôn nha. Và vị trí ở đây là khu vực đông dân cư. Anh chị mình đi những cái tiện ích xung quanh như chợ, trường học hay là cây xăng, tiệm tạp hóa đó, anh chị đi rất là gần luôn ha. Rồi thì nếu như mà anh chị mình đi theo cái hướng này, mình đi tầm khoảng 130m thôi, anh chị có thấy cái bảng màu đỏ đỏ này không? Đó là đường, đó là đường huyện 16. Thì anh chị mình rẽ phải là mình sẽ đi tới chợ kênh 14 Cống Điếu, rồi anh chị sẽ đi về thị trấn Vĩnh Bình được nha. Còn nếu như mà anh chị mình rẽ trái, anh chị mình rẽ trái là sẽ đi về chợ kênh 14 Cống Điếu. Còn nếu như mà anh chị rẽ phải á là mình sẽ đi về chợ, trường học, ủy ban của xã Long Bình, rồi anh chị có thể đi về thị xã Gò Công được luôn nha. Thì ở đây là khu vực đông dân cư, xung quanh là điện nước wifi có đầy đủ và có cả đèn đường luôn ha. Còn cái hướng ngược lại này nè, thì anh chị mình sẽ đi thông về ủy ban trường học của xã Long Vĩnh nha. Và đất của mình sẽ nằm trên mặt tiền đường lộ nhựa, xe ô tô 16 chỗ hay là 30 chỗ là anh chị có thể vô được luôn ha. Rồi thì đây là cái miếng đất mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị mình nè. Đất mình thì có tổng diện tích là 395m², trong đó là có 100m² thổ cư luôn. Thì mặt tiền bề ngang của mình là 12m2 nha. 12m2 là anh chị sẽ được tính từ cái cây trụ cột ranh giới mà giáp với nhà hàng xóm ở đây ha. Mình sẽ đo dài qua bên đây luôn là 12m2. Hậu của mình là sẽ bị teo hậu nhẹ, còn là khoảng 11m9 nha anh chị. Đây 12m2 là anh chị sẽ đo tới cái khoảng ở đây nè, ngay chỗ cái hàng trụ này đi xuống nè. Đó, đất mình thì có sổ hồng, có thổ cư và xung quanh là đã có trụ ranh giới rõ ràng luôn rồi ha. Thì chiều sâu vô của mình là 41m5 nha. 41m5 thì anh chị mình sẽ tính từ ngay chỗ vị trí cây trụ này, mình sẽ đo dài xuống tới cái mí giáp với nhà hàng xóm ở dưới kia. Ở dưới đó là có trụ luôn, để em xuống cho anh chị xem ha. Và đất của mình là sẽ được hai mặt tiền đường luôn nha. Một là mặt tiền đường lộ nhựa phía trên, hai nữa là cái mặt tiền đường công cộng ở bên hông này nè, có thể hiện trên sổ luôn nha anh chị. Thì đường bên hông chỉ là đường xe máy thôi, còn đường chính là con đường lộ nhựa ở phía trước ha. Đất của mình thì em thấy là cao ráo nha, san lấp mặt bằng bằng với mặt đường luôn rồi. Ở đây là vị trí đông dân cư, gần chợ, trường học, ủy ban và điện nước wifi đầy đủ luôn. Trên đất thì không có mồ mả mà xung quanh hàng xóm lại không có luôn nha anh chị. Đó. Em thấy có nhiều anh chị á muốn tìm một miếng đất khoảng 300 đến 500m² để xây nhà vườn, nhưng mà nằm trên mặt tiền đường mà ô tô vô được và xung quanh đông dân cư, thì em nghĩ là miếng này là quá là hợp lý luôn rồi ha. Lộ nhựa này là khoảng 3m, 3m5 á, xe ô tô 30 chỗ là anh chị đi được luôn á. Ở đây thì dân cư đông đúc, xung quanh là không mồ mả, thì cái vị trí quá là lý tưởng để mà xây nhà vườn luôn rồi ha. Xung quanh đây thì em thấy đa số cũng là nhà vườn thôi nha. Rồi thì anh chị xem nè, đây là cây trụ ở phía cuối đất của mình nè. Đó, thì cái con đường công cộng bên hông này á, là một con đường đi thông vô trong nhà hàng xóm ở trong kia nữa nha. Đó, như anh chị thấy thì xung quanh đất của mình á, toàn là nhà hàng xóm không nha, không có mồ mả gì hết luôn. Một cái vị trí quá là đẹp luôn ha. Em thấy là cũng lâu lâu mới có được một miếng đất đẹp như vậy mà giá lại khá là ổn luôn ha. Rồi thì đây là cái vị trí cuối đất của mình, cây trụ ngay chỗ cái mí gạch sơn đỏ đỏ này ha. Thì hậu của mình là còn 11m9 nha. Ở đây là thuộc về xã Long Bình của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Đất là nằm trên mặt tiền đường lộ nhựa và là đường thông luôn, xe ô tô đi được ha. Ở đây là xung quanh dân cư rất là đông đúc luôn, điện nước wifi là có đầy đủ. Đất thì đã san lấp mặt bằng bằng với mặt lộ luôn rồi ha. Sổ hồng thổ cư có đầy đủ luôn. Diện tích là 395m², có 100m thổ cư, giá là 1.3 tỷ nha. Giá cả thì anh chị mình sẽ đi xem rồi mình sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng luôn ha. Rồi thì bây giờ em sẽ mở định vị lên cho anh chị mình xem nha. Đất của mình thì sẽ nằm ở hướng Tây Bắc nha anh chị. Rồi anh chị xem nha, từ vị trí đất mình á, mình đi chỉ có 750m thôi là anh chị mình sẽ tới chợ kênh 14 Cống Điếu này ha.
Đó, rất là gần luôn. Còn mà từ vị trí đất mình á, anh chị đi thẳng một đường khoảng 130m thôi là ở đó là đường huyện 16. Thì ngay chỗ vị trí đó là em thấy có tiệm tạp hóa nè. Rồi anh chị đi thêm khoảng mấy chục mét nữa là em thấy có cây xăng đồ này kia là đầy đủ luôn ha. Rồi thì để em sẽ mở chữ chợ lên cho anh chị xem ha. Thì xung quanh đây là có ba cái chợ nha. Thì thứ nhất đó là chợ kênh 14 Cống Điếu nè, thứ hai là chợ Long Vĩnh và thứ ba là chợ Long Bình. Thì chợ kênh 14 Cống Điếu là gần mình nhất, là cách mình khoảng 750m. Còn mà chợ Long Vĩnh thì cách mình là khoảng 2,9 cây số nha. Đây, Long Vĩnh thì cách mình là khoảng 2,9 cây số ha. Rồi để em sẽ mở thử chợ Long Bình luôn nha. Còn từ vị trí đất của mình á mà anh chị đi tới chợ Long Bình là khoảng 3,5 cây số nha. Đây anh chị xem nè. Mình đi á là khoảng 3,5 cây số là khoảng 7 phút là anh chị sẽ tới chợ Long Bình nè. Thì xét bên là có nhà văn hóa nè, rồi có ngân hàng nè ha, rồi có ủy ban, có trạm y tế của xã Long Bình luôn. Đây ủy ban nè, phòng khám đa khoa nè, rồi trường tiểu học Long Bình 3 luôn nè ha. Đó anh chị đi chỉ có 3,5 cây số thôi. Rồi thì để em sẽ mở thử chữ trường học nè. Thì nếu như mà ở đây á, cho con em mình đi học á, thì mình sẽ đi trường mầm non nè, trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3 của xã Long Bình luôn nha. Rồi thì anh chị mình xem nè ha, gần vị trí đất mình nè, thì ở đây là sẽ có trường tiểu học Long Bình 2, bên đây là có trường mẫu giáo Long Bình, rồi trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Long Bình nè. Ở dưới đây thì là có trường tiểu học Long Bình 3. Thì từ vị trí đất mình á, anh chị đi lại trường tiểu học Long Bình 2 này là khoảng 1 cây số nè. Còn mà anh chị đi tới ngay chỗ trường mẫu giáo Long Bình này á là khoảng 1,3 cây số nha. Còn mà đi tới ngay chỗ mà trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Long Bình này là khoảng 2 cây số ha. Còn mà mình đi tới trường tiểu học Long Bình 3 này là khoảng 3,5 cây số. Ngay chỗ cái vị trí mà trường Long Bình 3 này là sát bên là sẽ có chợ Long Bình nè, có ủy ban, có trạm y tế, có ngân hàng, có phòng khám đa khoa của xã Long Bình luôn nha. Còn từ vị trí đất của mình ở đây á, anh chị đi ra tới ngoài thị trấn Vĩnh Bình á, thì trung bình mình đi là 6,2 cây số ha. Mình đi là chỉ có 12 phút thôi, vị trí cũng khá là gần luôn ha anh chị. Còn mà từ vị trí đất của mình ở đây á, anh chị mình đi về tới thị xã Gò Công á, thì trung bình mình đi là khoảng 13 cây số nha. Anh chị đi là khoảng 20 phút là sẽ về tới thị xã Gò Công ha. Còn mà từ vị trí đất mình ở đây á, anh chị mình đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì trung bình là anh chị mình đi là khoảng 60 cây số ha. Anh chị mình đi là khoảng 1 tiếng 40 phút là anh chị về tới bến xe miền Tây rồi nè. À, còn từ ngay chỗ vị trí đất của mình ở đây á, mà anh chị mình đi ra tới ngoài ngay chỗ mà đầu quốc lộ 50 á, ngay chỗ mà ngã ba Thạnh Trị á, thì trung bình anh chị mình đi là tầm khoảng 4,7 cây số nha, là anh chị sẽ ra tới đầu quốc lộ 50 ngay chỗ mà ngã ba Thạnh Trị, chợ Thạnh Trị rồi nè ha. Rồi thì em xin nhắc lại nha, đất của mình đó là nằm ở xã Long Bình của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Đất là nằm trên mặt tiền đường lộ nhựa luôn. Thì từ vị trí đất mình á, anh chị đi khoảng 750m là sẽ tới chợ kênh 14 Cống Điếu. Xung quanh đây là sẽ có cây xăng, có trường học, có chợ đầy đủ luôn. Còn mà anh chị đi trong bán kính khoảng 3,5 km đổ lại á, là sẽ tới trường mầm non, trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3 của xã Long Bình nè. Rồi chợ, ủy ban, ngân hàng, trạm y tế, nhà văn hóa nè. Rồi phòng khám đa khoa của xã Long Bình luôn ha. 3,5 cây số là anh chị đi khoảng 7 đến 10 phút là sẽ tới thôi, rất là gần luôn nha. Rồi thì nếu mà anh chị nào mà quan tâm tới miếng đất này á, mình muốn tìm một miếng đất để xây nhà vườn á, thì anh chị có thể đi xem miếng đất này ha. Rồi mình sẽ gặp chủ để thương lượng về giá cả luôn. Thì anh chị có thể, nếu mà anh chị nào quan tâm miếng đất này á, thì mình có thể liên hệ số điện thoại ở phía dưới màn hình để tụi em tư vấn giấy tờ pháp lý và dẫn anh chị mình đi xem đất nha. Thì đất mình là đã có sẵn 100 mét thổ cư rồi, về là anh chị chỉ còn xây nhà thôi, nền cũng đã cao ráo rồi ha. Xung quanh là trụ ranh giới cũng rõ ràng luôn, đông dân cư, giá là 1 tỷ 3 nha. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em ha.